Thấy quen quen thôi hả? Thấy quen quen nhưng mà không có nhận ra ai phải không? Hình như là Hiền Trương hay sao phải không? Ý dạ, đang quay like đó, nói bao nhiêu là vô hết đó nha. Hello. Chị, chụp cho em tắm được không? Trời. Lưng trong này được. Ok, quay lại hả? Quay rồi. Tại chị tắm. Cảm ơn chị. Gửi qua nha. Dạ, gửi qua chị hả? À hả? Số nào? 713 702 ba em hồi xưa là giáo chức truyền phái, ba mất rồi. Bên sau ghe rồi gia đình bên đó rồi tùng chị bị mua qua đây rồi 2007. Wow, vậy á hả? Thích quá cờ lên từ nhỏ rồi. Chỉ là hậu vệ rồi. Hậu vệ trong next generation á. Ok, that's good. Ok, chị đọc lại em. Chị 713 702 2268. Đây là anh Thư Giang Tỷ lên sẽ coi. 713 702 2268. Dạ. Rồi, cảm ơn
Thank you.
Đấy phải không? Dạ. Thôi em chạy sao chạy xuống đây em nghĩ bữa nay em chạy em ở trên nọt á, trên 45 chạy đó, em chạy người xuống đây thôi bữa con năm nọt với lại bé quay em nói để em chạy xuống đây ngay ngay bữa nay rồi chiều em mới đi làm. Nãy giờ em chưa có nữa nhiều quá đi em đánh đòn bây giờ em nhiều hình quá. Trời đúng không, để luôn à, để luôn khẩu trang nha. Ừ, để luôn đi, đúng lực mà. Đúng rồi, không phạt bây giờ á. Nè 2 3 tắm nữa đẹp rồi. Bà chị sẽ làm về chưa? Ơ chạy xuống sao đúng giờ làm? Ừ, đúng 11 giờ, đúng giờ. Chiều em đâu biết giờ đâu, em cứ nghĩ là em chạy xuống thôi. Em cũng khẩu trang em về không kịp, khẩu trang người bạn mình em về không kịp, người bạn gửi chưa qua mới mới gửi hôm qua là ngày mốt mới tới, nó trời uổng quá. Dạ không, dạ không, ở bên kia nè. Bữa em lên trên một cái web trên Facebook hậu vệ Việt Nam á, em thấy mấy cái một cái chú đăng phát quá trời luôn cái khẩu trang Mỹ cờ Mỹ cờ này nè. Rồi em cũng có comment nó mà nó được Giang Tỷ phát ở đây nè. Dạ. Là khẩu trang này là khẩu trang có gì dựng em đi cái gì có chút thôi chứ em đi cũng được em được em sẽ đâu dưới đây em nhớ chủ nhật này khác hay gì chủ nhật vừa rồi chủ nhật rồi thì hay giờ là có chủ nhật này cũng có mỗi chủ nhật cũng có mặt ở đây với 9 giờ cho mới 9:45 đúng 9:30 là buổi lễ thật rồi buổi lễ bên nhóm nó cứ có như vậy cứ mỗi một tuần mời ra là em làm ca đêm, em làm ca đêm tới 2-3 giờ sáng mới về. Ờ, nhà tỷ cũng ở cách đây xa lắm nhưng mà mỗi tuần đều ra đây. Nếu mà rảnh thì ra đây. Người bạn cái hình đưa gửi qua cho Tùng á, cái phải nó không có giống cái lá cờ lắm, nó vàng mà mình kỳ lắm, chàng thì si order online mới được. Dạ si order online cái phải mà không có cái xong rồi nó hơi vàng mà nhìn nó không có, nhưng mà si có lầu si nói si gửi qua thành anh lên lấy chú Tài giờ cái kéo đứng đây đi.
Hai chị. Dạ. Nhớ chị Hà chạy không? Ờ, nhớ rồi. Dạ. Để chắc về phải em phải quyết ra như sao. Hai người luôn hả? Dướng chút. Vậy là có để con bắt ngược.
tới đó là Phi, đó Phi đó, bắt tới đó là Phi đó. Dạ, dạ, tới đó là Phi đó. Chưa bây giờ xảy ra đâu. Mấy chục năm rồi. Tại 45 năm mà. Đúng 45 tuổi hả? 45 tuổi luôn hả? 45 năm đó. Nhưng mà tháng 8 mới ra đời luôn. Vậy chưa biết gì tới thời chưa đó, biết gì hết. Tôi còn may mắn hơn chị, lúc đó tôi còn chạy được. Tôi còn biết chạy rồi. Dạ. Chị cộng nó bắn bùm 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 bên đây nó kêu chạy ngó này, chạy bên kia. Dạ.
quỷ luôn. Quá luôn. Thì nó nên lập thân đi cho rồi đi. Bởi vậy mà cứ mỗi ngày nó mỗi làm livestream mà mỗi ngày đó. Giờ mình làm sao để kêu gọi cho tất cả mọi người đừng có vô cái bởi vậy. Cái channel của nó coi em nữa. Em là lúc đó rồi, em lúc đó rồi, em đâu có vô, vô làm cái gì? Con Quỳnh á. À, mấy cái đó là thôi. Dẹp qua một bên. Làm sao mà kêu gọi đừng thấy cũng còn người coi, cũng coi 5-7 ngàn người, cả chục ngàn người coi cái clip của nó. Cho coi. Tôi nói rằng ở đó mà nó sống ở Houston. Follow up nó tới cùng. Ở Houston mà. Thì tôi biết ở Houston này nhưng mà tôi sẽ follow up nó tới cùng. Ở Houston mà anh ném cố gắng đi. Trời ủng hộ tối đa đó. Nó đi làm bất cứ cái tiệm nó mà nó thợ nail đúng không? Nó có bằng nail rồi. Có rồi hả? Không biết nữa. Nhưng mà nó đi làm bất cứ cái gì ở đây, nó làm ở đâu tôi sẽ complain tới chỗ đó. Good, yeah, good. Làm tôi sao mà giờ tống nó về lại tôi đi. Tôi nhìn thấy nó từ đâu. Chị biết không, cái clip mà ai bây giờ ai cũng phổ biến trên đó là chị cũng là người phổ biến cái clip. Yeah. Mà nó ngồi nó phỏng vấn với lại công an đó, mà điều tra đó. Đúng rồi. Là tôi đã nhận cái clip đó cách đây 1.5 năm giờ trước. Nó vừa qua đây có từng lỡ là có người phải cái clip đó tôi rồi á. Đầu tôi mới gửi tôi nói lên đó mới quên rồi nói thôi thì này kia rồi thời dù sao nó cũng là bà thì khi nó bị bức cung bị này kia rồi tôi làm thinh tôi gửi đó cái đọc rồi tôi mới thấy được. Hello chị, sao nó trễ vậy? 11 giờ là xong rồi. Ủa 5 giờ xong rồi hả? 11 giờ làm xong rồi bây giờ cứ lên đốt đi. Lên đốt ngang ha. Đốt ngang đi. Nhưng mà bây giờ là ai cứ tới là đốt ngang, cứ từng người vậy đó. Hai chị em mà muốn là không? Đi lên đốt nha. Ok. Hai chị em có muốn chụp thì mình anh chụp cho nha. Ok vậy anh chụp lúc giờ cho ảnh. Đúng rồi, giờ ảnh đi. Tại em bữa em nói 12 giờ á tỷ. Em nói 11 giờ. Ủa 12 giờ hả? Em nói 12 giờ. Chị nhắn cho em là 11 giờ mà. Chắc là chị bấm lộn. Mà trong đầu chị cứ chị bấm em chị bấm lộn nhưng mà chị cứ nghĩ trong đầu là 12 á em chị sorry. Thôi được rồi không sao hết. Anh có gì bấm cho tụi em lúc cũng rất á ha, có cái đó. Phải nhớ chứ thật là nắng. Đây em bấm cái gì? Chắc bấm qua cái con chó này. Bấm Thank you.
cái chỗ hoa trong cái bể với cái bình hương này, chị nhớ gửi mấy tấm hình qua cho em nha.